Sau khi cắt bản móc cái mũi móc kép ở phía gần cuối này, chúng ta móc vào hai mũi móc kép vào cái ô vuông này, sau đó là một mũi móc kép ở cái chân này. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình hai vĩnh và các bạn sẽ móc lần lượt là những ô vuông còn lại để chúng ta kết thúc hàng thứ 22. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 22. Sau khi các bạn móc xong hàng 22 đến hàng thứ 23, các bạn móc lên cho mình 5 bính. Sau đó các bạn quay sản phẩm lại và ở đầu hàng 23 này chúng ta sẽ móc tất cả là 6 ô vuông. 1 2 3 4 5 6. Sau khi móc xong 6 ô vuông, chúng ta sẽ móc 22 mũi kép, mỗi chân là một mũi. Các bạn móc mỗi chân một mũi và liên tục nhau như thế này. Ở đây mình đã móc sẵn 22 mũi kép rồi. Sau khi móc xong 22 mũi kép thì các bạn lại móc lên cho mình hai bính. Sau đó các bạn chừa hai cái chân này và móc vào cái chân thứ ba một mũi móc kép để tạo thành một cái ô vuông như thế này. Sau đó các bạn móc liền cho mình 7 mũi móc kép, mỗi mũi một chân. 3 4 5 6 7. Sau khi móc xong 7 mũi móc kép, chúng ta lại móc lên hai bính và cắt hai chân, chúng ta đâm kim móc vào cái chân thứ ba, móc lên một mũi kép để tạo thành một cái ô vuông. Thế đến các bạn móc tiếp cho mình 7 mũi kép liền nhau, mỗi mũi một chân. Ở đây mình đã có hai mũi móc kép rồi. Chúng ta sẽ móc tiếp tục 3 mũi móc kép. 4 5 6 và mũi móc kép thứ 7. Sau đó chúng ta lại móc lên hai bính, cắt hai chân, đâm kim móc vào cái chân thứ 3, móc một mũi móc kép để tạo thành ô vuông. Chúng ta lại móc tiếp tục mỗi một chân là một mũi móc kép. móc như vậy cho mình đến gần cuối hàng. Ở cái cuối hàng này chúng ta cũng chừa ra cho mình 6 ô vuông tất cả. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là các bạn móc cho mình những cái mũi móc kép vào 3 ô vuông như thế này. Và chúng ta sẽ dừng lại móc những ô vuông còn lại. Sau khi các bạn móc gần đến cuối hàng và chỉ còn 6 ô vuông, các bạn cũng tiến hành móc cho mình những ô vuông còn lại. Các bạn móc lên hai bính và một mũi móc kép. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 23. Sau khi các bạn móc xong hàng 23 đến hàng 24, các bạn móc lên cho mình 5 bính và các bạn ở đầu hàng 24 này, các bạn móc cho mình 9 ô vuông tất cả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau đó các bạn lại móc cho mình 10 mũi móc kép, mỗi mũi một chân. Ở đây mình đã móc sẵn 10 mũi móc kép rồi. Tiếp tục các bạn móc lên hai bính và đâm kim móc vào cái chân thứ ba, móc lên một mũi móc kép để tạo thành một cái ô vuông giống như vậy. Ở đây chúng ta có tất cả là 3 ô vuông. Sau khi móc xong 3 ô vuông, các bạn lại tiếp tục móc cho mình 10 mũi móc kép liền nhau. Sau đó các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi bính
và móc vào phía dưới này cho mình một mũi móc kép để tạo thành một cái ô vuông. Kế đến các bạn lại móc lên hai bính, đâm kim móc vào bên này tạo thành một ô vuông. Ở đây chúng ta cũng có 3 ô vuông tất cả. Sau khi móc xong 3 ô vuông, các bạn lại tiếp tục móc cho mình 10 mũi móc kép liền nhau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi móc xong 10 mũi móc kép ở chỗ này, những ô còn lại các bạn đều móc cho mình là ô vuông. Các bạn móc lên hai bính và cách hai chân ở dưới, các bạn móc một mũi móc kép. Móc lên hai bính, cách hai chân, đâm kim móc vào cái chân thứ ba, móc một mũi móc kép. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 24. Ở cuối hàng 24 này chúng ta cũng có 9 ô vuông. Ở hàng thứ 25, các bạn móc cho mình hoàn toàn giống như hàng thứ 24. Ở đây mình đã móc xong hàng thứ 25 rồi và mình đã móc lên hàng thứ 26. Đến hàng 26 này các bạn cũng móc lên cho mình 5 bính. Sau đó các bạn móc vào cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ô vuông. Tiếp tục các bạn móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Cho đến cái mũi móc kép cuối cùng này, các bạn móc vào phía dưới ô vuông này cho mình 2 mũi móc kép và một mũi móc kép ở cái chân này. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính và một mũi móc kép ở đây để tạo thành một cái ô vuông. Sau đó ở cái ô vuông kế tiếp các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép. Và những chân còn lại các bạn móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Đến mũi móc kép cuối cùng ở phía đằng này, các bạn cũng tiến hành móc vào phía dưới này cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó một mũi móc kép ở cái chân kế bên. Và các bạn móc lên 2 bính, móc vào bên này một mũi móc kép để tạo thành một cái ô vuông. Ở chỗ này 2 mũi móc kép. Kế đến là mỗi một chân các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 26. Sau khi móc xong mỗi một chân là một mũi móc kép, đến cái móc kép cuối cùng này các bạn móc những ô vuông còn lại là chúng ta sẽ kết thúc hàng 26. Sau khi các bạn móc xong hàng 26 đến hàng thứ 27, các bạn cũng móc lên cho mình 5 bính. Và ở đầu hàng 27 này, các bạn móc cho mình 10 ô vuông. Sau đó mỗi một chân các bạn lại móc cho mình một mũi móc kép. Các bạn cứ móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép và trong những cái ô vuông ở phía dưới này các bạn cũng móc cho mình 2 mũi móc kép. Các bạn cứ móc như vậy cho mình và chừa lại cho mình 3 mũi móc kép cuối cùng này.
Sau khi các bạn móc đến gần cuối hàng và chừa lại cho mình ba chân giống như vậy, các bạn lại móc lên cho mình hai bính. Sau đó các bạn đập kim móc vào cái chân thứ ba như thế này. Chúng ta móc cho mình một mũi móc kép để tạo thành ô vuông. Tiếp tục các bạn móc những ô vuông còn lại cho mình. Sau khi móc xong những ô vuông ở cuối hàng 27 giống như thế này thì chúng ta sẽ kết thúc hàng 27. Lên đến hàng 28, các bạn móc cho mình hoàn toàn giống như hàng 27. Các bạn cứ móc xong đến hàng 28 thì chúng ta sẽ quay lại. Sau khi các bạn kết thúc hàng thứ 28 đến hàng thứ 29, các bạn móc lên cho mình 5 bính. Và ở đầu hàng thứ 29 này, các bạn móc cho mình tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ô vuông. Sau khi móc xong 9 ô vuông, các bạn đâm kim móc vào ô vuông ở phía dưới này và móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau 2 mũi móc kép, các bạn móc vào cái chân này 1 mũi móc kép nữa. Sau đó các bạn móc lên cho mình 2 bính và cắt 2 chân. Đâm kim móc vào cái chân thứ 3, móc 1 mũi móc kép. Tiếp tục là 2 bính và cắt 2 chân. Đâm kim móc vào chân thứ 3. Chúng ta sẽ tạo thành 2 cái ô vuông ở chỗ này. Sau đó các bạn móc liên tục cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến gần phía cuối hàng móc kép chỗ này, các bạn sẽ chừa cho mình 7 chân. Các bạn móc và chừa cho mình 7 chân thì chúng ta sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc gần đến cuối hàng và chừa 7 chân móc giống như thế này, các bạn móc lên cho mình 2 bính. Sau đó các bạn cắt cho mình 2 chân và đâm kim móc vào cái chân thứ 3, móc lên 1 mũi móc kép. Sau đó là 2 bính. Ở đây chúng ta sẽ có 2 ô vuông. 1 2 3 4 5 6 7. Chúng ta móc vào cái chân thứ 3. Cái đây mình móc thiếu một mũi, xin lỗi các bạn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Các bạn chừa cho mình 6 chân móc thôi. Các bạn móc lên 2 bính. Sau đó cắt 2 chân và móc vào đây 1 mũi móc kép. Tiếp tục là 2 bính và 1 mũi móc kép. Kế đến chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái ô vuông phía dưới này 2 mũi móc kép. Và trên này chúng ta móc 1 mũi móc kép. Sau đó là 2 bính và 1 mũi móc kép để tạo thành ô vuông. Các bạn móc cho mình những ô vuông còn lại thì chúng ta sẽ kết thúc hàng thứ 29. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ 29 đến hàng thứ 30, các bạn cũng móc lên cho mình 5 bính. Và ở đầu hàng thứ 30 này chúng ta sẽ móc tất cả là 9 ô vuông. Sau khi móc xong 9 ô vuông, các bạn lại móc tiếp tục cho mình 4 mũi móc kép liền nhau. Kế đến là 2 ô vuông. Và tiếp tục là 7 mũi móc kép liền nhau. Sau đó các bạn lại móc cho mình 5 ô vuông. Và mỗi một chân các bạn lại móc cho mình 1 mũi móc kép. Sau khi chúng ta móc xong 7 mũi móc kép ở chỗ này, chúng ta lại móc lên 2 mũi bính và đâm kim móc vào đây móc 1 mũi kép. Ở đây chúng ta sẽ móc 2 ô vuông. Sau khi kết thúc 2 ô vuông
Các bạn đâm kim móc vào phía dưới và móc cho mình mỗi một chân là một mũi móc kép. Ở đây chúng ta có tất cả là 4 mũi móc kép liền nhau. Sau đó các bạn móc lên hai bính và các bạn móc những ô vuông còn lại để kết thúc hàng thứ 30. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 30. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ 30 đến hàng thứ 31, các bạn cũng móc lên cho mình 5 bính. Và các bạn quay sản phẩm lại, móc cho mình 9 ô vuông. Ở đây mình đã móc 9 ô vuông. Sau đó các bạn móc liền 4 mũi móc kép, mỗi mũi một chân. Sau đó các bạn móc thêm một ô vuông. Kế đến các bạn móc liên tiếp cho mình 11 mũi móc kép, mỗi mũi một chân. Và đến 5 ô vuông ở phía dưới các bạn cũng móc tương tự 5 ô vuông cho mình. Sau đó các bạn móc mỗi mũi một chân, mỗi chân một mũi. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 2 ô vuông. Kế đến các bạn móc cho mình 4 mũi kép liền nhau, ở đây là 2 mũi kép, 3 mũi kép và mũi kép thứ tư. Sau đó là những ô vuông còn lại, các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 31. Sau khi kết thúc hàng thứ 31 đến hàng thứ 32, các bạn cũng móc lên cho mình 5 bính và quay sản phẩm lại. Ở đầu hàng thứ 32 này, các bạn móc cho mình 9 ô vuông. Sau khi móc xong 9 ô vuông, các bạn lại móc cho mình 4 mũi kép liên tiếp nhau giống như thế này và tiếp tục là một ô vuông. Kế đến các bạn móc vào phía dưới này cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó các bạn móc tất cả chỗ này cho mình là 7 mũi móc kép liên tiếp nhau. Sau khi móc xong 7 mũi móc kép, chúng ta lại móc lên 2 bính và đâm kim móc vào đây, móc cho mình một ô vuông. Sau đó là 2 bính. Kế đến là một ô vuông nữa. Ở chỗ này chúng ta có tất cả là 7 ô vuông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau khi kết thúc 7 ô vuông, chúng ta lại tiếp tục móc 7 mũi kép liền nhau, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó chúng ta lại tiếp tục móc lên 2 bính và móc vào bên phía bên này một mũi kép để tạo thành một ô vuông. Kế đến mỗi mũi, mỗi một chân các bạn lại móc cho mình một mũi móc kép. Sau đó những ô vuông còn lại các bạn
móc cho mình. Đến hết hàng thứ 32, các bạn cứ móc cho mình những ô vuông còn lại để kết thúc hàng thứ 32. Sau khi các bạn kết thúc hàng thứ 32 đến hàng thứ 33, các bạn cũng móc lên cho mình 5 bính. Và ở đầu hàng thứ 33 này, các bạn móc cho mình 9 ô vuông. Sau đó các bạn móc 4 mũi móc kép, kế đến là 1 ô vuông và 4 mũi móc kép. Sau cái 4 mũi móc kép này, các bạn móc liền cho mình 9 ô vuông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây là mình đã móc sẵn một gần hết hàng này rồi. Kế đến các bạn móc cho mình những mũi móc kép liền nhau. Ba, bốn, móc vào phía dưới này cho mình hai mũi móc kép. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Sau khi kết thúc 10 mũi móc kép chỗ này, các bạn móc cho mình, chắc các bạn móc lên 2 bính và đâm kim móc vào phía dưới này, móc một mũi móc kép để tạo thành ô vuông. Các bạn cứ móc như vậy đến hết hàng thứ 33. Các ô vuông còn lại các bạn cứ móc tiếp. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ 33 đến hàng thứ 34, cũng là hàng cuối cùng của hình họa tiết con mèo, các bạn móc lên cho mình 5 bính. Và ở đầu hàng thứ 34 này, các bạn móc cho mình 9 ô vuông. Sau đó các bạn móc cho mình 7 mũi kép liên tiếp nhau giống như thế này. Tiếp đến các bạn móc cho mình 11 ô vuông. Sau khi kết thúc 11 ô vuông, chúng ta sẽ đến cái ô vuông này, đâm kim móc vào đây và móc cho mình 2 mũi móc kép. Tiếp tục ở đây các bạn móc mỗi một chân là 1 mũi móc kép. Sau khi kết thúc những mũi móc kép này, các bạn móc cho mình, các bạn lên 2 bính và móc cho mình những ô vuông còn lại. Thì chúng ta sẽ kết thúc hàng thứ 34. Sau khi kết thúc hàng thứ 34 đến hàng thứ 35, các bạn móc cho mình hoàn toàn ở đây. Ở hàng thứ 35, mình móc hoàn toàn là những ô vuông giống như thế này. Ở đây mình đã móc sẵn rồi. Đến hàng thứ 36, chúng ta sẽ quay kim móc lại và chỉ móc lên 3 bính. Sau đó các bạn đâm kim móc vào ô vuông, móc cho mình 2 mũi kép. Ở hàng thứ 36 này, chúng ta chỉ móc hoàn toàn bằng mũi móc kép. Cứ đến ô vuông thì các bạn móc 2 mũi móc kép. Và đến cái chân móc kép thì các bạn móc 1 mũi móc kép luôn. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 36. Sau khi các bạn kết thúc hàng thứ 36, chúng ta sẽ có được một con mèo giống như thế này. Đến phần vai áo, cũng là phần tay áo, chúng ta sẽ móc lên cho mình 12 ô vuông.
chúng ta sẽ móc hai hàng 12 ô vuông. Sau đó các bạn dời kim móc vào và đâm kim móc vào phía chỗ này, móc lên cho mình 5 mũi bính. Ở hàng thứ 3 của cái phần tay áo chúng ta móc tất cả là 10 ô vuông. Đến hàng kết thúc hàng thứ 3 của phần tay áo chúng ta cũng móc lên 5 bính và các bạn quay sản phẩm lại móc cho mình 10 ô vuông giống như hàng thứ 3. Sau khi kết thúc hàng thứ tư, các bạn cũng quay sản phẩm lại, đâm kim móc vào cái ô vuông này và móc cho mình một mũi dời. Sau đó các bạn đâm kim móc vào cái chân mũi móc kép đầu tiên này, lại tiếp tục móc một mũi dời và móc lên cho mình 5 bính, 2, 3, 4, 5. Ở hàng thứ 5 này chúng ta móc tất cả là 8 ô vuông. Tương tự ở hàng thứ 6, các bạn cũng móc cho mình, hàng thứ 6 và hàng thứ 7, các bạn cũng móc cho mình 8 ô vuông. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 7 thì chúng ta sẽ quay lại. Đến hàng thứ 8 các bạn cũng quay kim móc lại và dời vào cho mình một mũi. Và ở cái móc kép này các bạn cũng móc lên cho mình 5 bính, sau đó các bạn đâm kim móc vào đây và móc 6 ô vuông. Ở hàng thứ 8 chúng ta sẽ có 6 ô vuông. Sau khi kết thúc hàng thứ 8, các bạn cũng quay sản phẩm lại và dời vào cho mình một mũi và móc vào cái mũi móc kép ở chỗ này, móc lên 5 bính. Ở hàng thứ 9 này, các bạn móc tất cả là 4 ô vuông. Sau khi kết thúc hàng thứ 9, chúng ta sẽ tiến hành cắt chỉ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phần tay áo. Các bạn cũng móc cái phần tay áo phía bên kia cũng giống như vậy. Ở đây mình đã móc sẵn hai cái tay áo rồi. Chúng ta đã hoàn thành được cái phần thân trước của cái áo.
ở phần thân sau. Nếu các bạn thích thì các bạn cũng sẽ làm cho mình thêm một mảnh giống như vậy. Còn không thì các bạn sẽ móc cho mình ở mảnh thân sau giống như thế này, hoàn toàn là những ô vuông. Và phần tay áo các bạn cũng móc giống như cái phần thân trước mình đã hướng dẫn. Sau khi các bạn đã móc được hai mảnh thì chúng ta sẽ tiến hành ráp hai mảnh này lại để tạo thành một cái áo cho hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ gấp để hai cái phần thân trước và thân sau chồng vào nhau như thế này, và chúng ta sẽ tiến hành khâu lại. Đây là hình con mèo, và đây là con mèo của chúng ta sẽ giống như thế này. Chúc các bạn thành công.